Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng, tiên đạo kỳ truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Giả. Tác giả vong ngữ. Chương 20: Dục vọng giết chóc. Viên Minh dùng mình Vội vàng theo hướng phát ra âm thanh nhìn lại Từ trong đám bụi đất tung bay mờ mịt Một thân đảnh cao lớn dị thương bỏ ra Nhìn kỹ rõ ràng là một con gấu ngựa Cả người đầy lông mù vàng Cao hơn gấp bội so với con gấu đen Mà hắn đánh chết lúc trước Cơ thể có thể so với tòa nhà một tầng Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của đối phương Viên Minh lập tức như bị Một quái vật kinh khủng nhìn chăm chăm vào lông tóc dựng đứng dù nhìn hắn lúc này có vẻ chấn định Nhưng trong nội tâm lại vô cùng thấp thỏm bất an Còn lợn nòi vừa rồi còn xa mới có thể so sánh với hùng thú này Chẳng lẽ đây là ta xui xẻo Đụng phải một hùng thú cấp bậc trung Trái tim của hắn bỗng nặng chiếu Đừng nói hắn vừa mới phải chiến đấu một hồi Tuy có thể giải quyết nhẹ nhàng Nhưng cũng tốn không ít pháp lực Cho dù ở trạng thái toàn thỉnh Hắn cũng không dám chính diện chống lại một hung thú cấp một bậc chung viên mình nhanh chóng suy tính xong đột nhiên giống to một tiếng như sét đánh đồng thời cấp tốc cùng mình để cơ bắp toàn thân nổi u nổi cục làm bộ muốn nhào tới hùng thú gấu ngựa ngừng bước mặt lộ ra cảnh giác vào thời khắc này viên mình bất ngờ bật người nhảy lui lại thoăn thoắt leo lên một cái cây đại thụ ở phía sau rồi nhanh chóng tung người bay lên một chỗ cao hơn gấu ngựa gào lên một tiếng giờ mới biết mình bị lừa giống giận chạy vội tới tốc độ kinh người gần như chỉ trong nhèm mắt đã tới bên cạnh gốc cây mà viên minh leo lên vùng một bàn chân hung hăng đánh tới dầm một tiếng cây đề thụ thân to như thùng nước bị cứng rắn đánh gãy viên minh lúc này mới leo được lên nửa cây cũng vì đó mà cắm đầu xuống hắn tuy kinh sợ nhưng không loạn đạp mạnh hai chân lên tảng cây mật lượng nhảy qua một bụi cây khác gấu ngựa ngửa đầu phát ra một tiếng giống chấn nhấp nhân tâm lại cho cảm giác sắc bén xuyên kim phá thạch thanh ngầm này chấn cho lỗ tai của viên minh ông ong từng hồi đầu thoáng cái nặng như chì tay chân nhất thời cứng ngắc cả người như một hòn đá vô hại rớt xuống viên minh còn chưa kịp rơi xuống đất kiểu nguyên quyết trong cơ thể vô thức tự hành vận chuyển theo đó một luồng pháp lực tinh thuần từ đan điền tuôn ra rồi nhanh chóng chảy khắp toàn thân khi huyết những nơi pháp lực đi qua lập tức linh hoạt trở lại cảm giác chết lặng nhanh chóng biến mất cánh tay vừa mới khôi phục trì giác hắn lập tức duỗi về phía trước cắm bộ móng vuốt sắc bén vào thân cây bên cạnh phập một tiếng móng vuốt sắc bén cắm vào quá nửa thân cây giữ cho cơ thể theo lơ lửng ở giữa không trung gấu ngựa ở phía dưới ngẩn ra lại một lần nữa nhào tới cây đại thụ viên minh vừa mới chuyển qua vung bàn chân giày bịch lên đập tới dầm một tiếng đại thụ này cũng bị một kịch đánh gãy âm âm đổ xuống có điều viên Minh đã đi trước một bước nhảy qua cành lá của một cây đại thụ to mấy người ôm mới hết Đồng thời vận chuyển pháp lực ra khắp cơ thể Để phòng gấu ngựa một lần nữa dùng tiếng gào để công kích Vượt khỏi dự đoán của hắn Tiếng gào không vang lên Viên mình thoáng lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt Dùng cả chân lẫn tay nhanh chóng bò lên phần ngọn cây Nơi này cách mặt đất khoảng 10 trường Có lẽ sẽ không chịu ảnh hưởng của tiếng gào Hùng thú gấu ngựa há lại để cho viên minh chạy thoát nó bổ nhào tới trước gốc cây đại thụ giang tay giang chân hung hăng đánh đấm đại thụ liên tục lắc lư vỏ cây bong chóc lá cây bị rụng cho là tả nhưng ngoại trừ phần vỏ cây bị cào rách thì gốc cây không hề có xu hướng sẽ đổ cây to như vậy vẫn bị nó lay động gấu ngựa này quái lửa là hung thú cấp một bậc trung đáng tiếc đầu óc không thông minh cho lắm về mình lầm bầm một câu xong lấy ra một hòn đá từ trên người từ trên cào ném xuống hòn đá hóa thành một vệt sáng mờ hùng hằng đập lên đầu con gấu theo một tiếng bốp trầm đục hòn đá vỡ vụn nó không gây được bao nhiêu tổn thương cho con gấu nhưng lại thành công trong giận đối thủ khiến cho con gấu càng điên cuồng công kích gốc đại thụ đại thụ lắc lư dữ dội hơn nhưng gốc cây này thật sự quá lớn nhất thời nửa khắc sẽ không có khả năng sụp đổ viên minh nhếch miệng cười chăm chú nhìn tình cảnh ở phía dưới như xem xiếc khỉ thi thoảng lại ném đá xuống để kích động con gấu Thời gian cứ trôi qua từng chút Gấu ngựa lúc này đã không còn hung hãn như ban đầu Ngực phập phồng không ngừng thở dốc Lừa giận ở trong mắt Cũng chẳng còn lại được bao nhiêu Sau một hồi lâu Gấu ngựa nhìn viên mình Gầm nhẹ một tiếng đầy vẻ không cam lòng Rồi quay người rời đi Viên mình lại lấy ra một hòn đá Ném thẳng vào ót của gấu ngựa Gấu ngựa có vẻ đã có kinh nghiệm Nó không thèm để ý hành động khiêu khích của viên minh nữa Cứ thế cắm đầu chạy như bay về phía sau xem ra cũng không quá ngu ngốc đáng tiếc giờ mới trốn thì muộn rồi viên mình không còn giữ vẻ bảng quan nữa tức tốc tung mình nhảy tới phía trên con gấu rồi nhào người lao xuống đồng thời vung cặp trào như hai vệt sáng lạnh lẽo chụp vào phần lưng của con gấu với tốc độ cực nhanh hùng thú gấu ngựa phát hiện sau lưng có tiếng gió bất thường lập tức lắc người qua một bên né tránh đáng tiếc vẫn bị mong vuốt cào chúng lớp da cứng còi của con gấu bị vạch rách ra một đường dài nửa thước vết thương khá nông máu chảy ra không bao nhiêu nhưng phần miệng lại bị nhiễm một vệt màu tím nhạt vệt màu tím kia chính là nhuyễn cút độc mà viên minh đổi từ tay ô lỗ rồi âm thầm bồi lên móng vuốt sắc bén của mình hùng thú lại bị chọc giận thêm một lần nữa vùng tay lên mãnh liệt chụp về phía đầu của viên minh có điều con gấu này trước đó đã dùng hết quá nửa thể lực khiến động tác đã bị chậm đi khá khá đủ để viên minh có cơ thể vượn trắng lại lướt qua khoảng trống ở dưới tay nó thời điểm hai bên lướt qua nhau viên minh thò tay ra cả một đường bên cạnh hông con gấu tặng nó thêm một vết thương không sâu không đông hùng thu gấu ngựa càng thêm phẫn nổ tay chân điên cuồng bổ tới viên minh cũng không tính giao tranh thẳng mặt mà liên tục xê dịch lợi dụng những đại thụ xung quanh để né tránh Thì thoảng dùng bộ móng vuốt sắc bén lưu lại trên người đối phương một vài vết thương nhỏ Hùng thù gấu ngựa có thực lực xa hơn viên mình đáng tiếc lúc trước nó đã tiêu phí quá nhiều thể lực ở gốc cây to kia giờ trái lại bị rơi xuống hạ phong vết thương trên người càng lúc càng nhiều máu tươi đầm đìa khắp cơ thể hơn nữa do nhuyễn cốt độc dần dần phát tác khiến bước chân của nó càng lúc càng trở nên chậm chạp gấu ngựa có vẻ biết rõ tình hình không ổn hoàn toàn bỏ qua việc chống đỡ và né tránh nhào cả thân hình khổng lồ về phía viên mình hòng liều mạng đánh cược một lần một kích liều mạng sâu cùng của con gấu Nhanh hơn bình thường rất nhiều Nhưng viên mình đã sớm có chuẩn bị Nhanh chóng lướt tới cạnh một gốc cây to Hai người ôm mới hết Chính dùng cây này để làm tấm chắn Hồng thú không hề giảm khi thế xông tới Đồng thời hai mắt bỗng chốc đỏ ngầu Há miệng giống một tiếng vang trời Đã biết người sẽ dùng lại chiêu này mà Viên mình đã chuẩn bị sẵn Nhanh chóng vận chuyển pháp lực từ tan điền Ào ạt chảy ra khắp cơ thể Cả người hắn chỉ thoáng cái lắc lư một chút Động tác chân cũng không bị ảnh hưởng quá nhiều Ngay thời khắc trước khi gấu ngựa sông tới Đã kịp né tránh qua một bên Âm một tiếng Hùng thù gấu không kịp phanh lại Cả người đập thẳng lên gốc cây đại thụ Kết quả bị phản lực dội ngược lại Rồi phịch một tiếng ngồi xuống đất Đầu óc choáng váng Cả cây đại thụ cũng bị xô đổ bật gốc Âm âm đổ xuống cuốn lên một mảnh bụi đất lớn Gấu ngựa gắng ngựa bỏ dậy Chạy trốn về phía trước nhưng vừa mới chạy được mấy bước lại đổ vật ra đất viên mình từ trong bụi đất lướt tới nhỏ cái đã tới bên cạnh gấu ngựa vừa đến liền tung tay phải chảo mạnh xuống mỏng vuốt sắc bén cắm vào phần xương cổ của con gấu ngựa theo một tiếng phập cắm phập vào trong người tiếp đó hắn vận sức kéo mạnh một đường xuống dưới xương cổ bị cắt ngang cổ cũng bị đứt phân nửa máu tươi xối xả phun ra con gấu chỉ kịp dãy hai cái rồi tắt thở viên mình lấy túi chữ máu ra thu máu của gấu ngựa xong cũng không thèm luyện hóa vội mà đặt mông ngồi phịch xuống đất thờ hồn hên từng ngụ một hiển nhiên một hồi chiến đấu vừa rồi tuy hữu kinh vô hiểm nhưng gần như đã rút cạn sức lực của hắn lực lượng của cơ thể con hung thú gấu ngựa này quả thực đáng sợ hơn nữa già lồng có sức phòng ngự kinh người nếu không phải hắn dùng biêu mẹo bào mòn hơn nửa thể lực của nó lại thêm nhuyện cốt độc dịch thì tuyệt đối không phải là đối thủ của con thú này viên mình bây giờ chỉ cảm thấy sương khớp khắp người đau nhất tựa hồ chỉ động một cái cũng thấy khó khăn có điều nơi này chỗ nào cũng đầy máu tươi tuyệt đối không phải là chỗ nên ở lâu viên mình hung hăng cắn chót lưỡi dùng đau đớn kích thích tâm thần xong lập tức chống tay vào một cây đại thụ đứng lên toàn bàn theo đường cũ chạy về nhưng hắn chưa đi được bao xa thì dị biến lại phát sinh cả người của hắn đột nhiên như bị sét đánh tấm da việt ở trên người bỗng nhìn nhúc nhích đồng thời một luồng khí tức điên cuồng thâm nhập vào bên trong người viên minh chút pháp lực ít ỏi còn sót lại ở trong người bỗng trở nên sao động hai mắt nổi lên những tia máu văn vên. đồng thời một cỗ ý niệm giết chóc xông lên đầu lại tới nữa rồi viên minh thâm dung mình vội khoanh chân ngồi xuống vận chuyển cửu nguyên quyết sau chừng ba đại chu thiên mới miệng cưỡng áp chế được cỗ dục vọng giết chóc này hắn ngưng tụ pháp thuật tới tay trái điểm lên ấn ký lưu hương ở bên tay phải ánh sáng xanh lóe lên trên ấn ký đồng thời lưu hương thần bí kia cũng xuất hiện rồi rơi vào trong tay hắn một luồng khí nóng từ lưu hương tản ra dùng nhập trong cơ thể hắn rồi thẩm thấu vào đầu Phiền binh cảm giác như trầm mình trong suối nước nóng phần đầu cảm giác này càng mạnh sau một thoáng những tia máu ở trong mắt dần dần rút đi dục vọng giết chóc cũng nhanh chóng biến mất một khắc đồng hồ sau những dị động từ miếng da vượn cũng hoàn toàn biến mất Viên Minh thả lòng tinh thần Giải trừ phi mong thuật Đưa mắt nhìn Lưu Hương trong tay Rồi im lặng không nói Tình huống tương tự đã xảy ra hai lần trong 3 tháng gần đây Đều là diễn ra sau khi hắn trải qua một trận chiến kịch liệt Tiêu hào một lượng pháp lực thể lực rất lớn Có điều loại dục vọng giết chóc Cảm giác khát máu này hôm nay lại quá cường liệt Kiều Nguyên Quyết cũng chỉ có thể miễn cưỡng chống lại Chứ không cách nào tiêu trừ nó Hắn lần đầu gặp phải không biết phản ứng như thế nào Sau đó nhớ tới khí nóng Ở bên trong lư hương kia Vốn có tác dụng ôn dưỡng thân hồn Liền tức tốc lấy ra Tới lúc đó mới có thể áp chế được Không lẽ là do biến thân vận trắng quá lâu Trong mảnh rừng này Khiến mình bất chỉ bất giác Có thêm phần lệ khí May mà có lư hương ở đây Viên mình thầm ai oán Đồng thời lại có chút đo lắng loại dục vọng này Không biết có phải là càng lúc càng tăng hay không Hắn khi trước từng tính hỏi thăm mô hòa trưởng lão chuyện liên quan tới gia vượn biến dị. Đáng tiếc là trước sau chưa tìm được thời điểm thích hợp. Viện mình lắc đầu, thu hồi lưu hương xong, đứng dậy dào bước rời đi, kiếm một gốc cây lớn rồi trèo lên trên. Tuy không biến thành thân vượn, hắn trèo vẫn nhanh hơn trước nhiều. Thoáng chốc đợi leo được nửa cây. Lại tìm một cành ngang tương đối bằng phẳng quanh chân ngồi xuống, tiếp tục vận chuyển cửu nguyên quyết để khôi phục pháp lực. Một lát sau hắn lấy túi chữ máu ra vận khởi pháp lực Thôi động tính năng tình chết Theo đó máu gấu ngựa nhanh chóng ít đi Chỉ chốc lát đã hóa thành một đoàn tinh huyết Có điều đoàn tinh huyết này So với hùng thú lợi nòi, Thanh hồ thì lớn hẳn hơn một vòng Chấn động pháp lực ẩn chứa trong đó Cũng mạnh hơn không ít Xem ra gấu ngựa này Rất có thể là hung thú cấp một bậc trung Vên mình nằm túi chữ máu, lầm bẩm tự nói. Trải qua trận chiến này, Hắn cuối cùng cũng có hình dung sơ bộ về thực lực chân chính của hung thú cấp một bậc trung. Dù lợi hại, nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có cách đối phó. Sau khi thu túi chữ máu lại, hắn một lần nữa thi triển phi mẫu thuật, hóa thành vượn trắng, tiếp tục tiến sâu trong rừng. Một lúc sau, phía trước xuất hiện một con suối, dòng suối từ trong khe núi cách đó không xa uốn lượn chảy ra, nước suối trong vắt, mang thêm một làn hơi mát lạnh thổi vào mặt. Đi đường xa như vậy, Viên mình cảm thấy hơi khát Lên cuối người ôm mấy ngụm nước suối Khi đang định đi tiếp Thì bước chân chân khựng lại Ánh mắt nhìn trên mặt đất bên cạnh Nơi đó có mấy vỏ quả xanh nằm dài rác Trông còn rất mới Hiển nhiên là được bóc chưa bao lâu Viên mình nhận ra trái cây này Nó có vị chua chua ngọt ngọt Là loại ngon hiếm thấy ở trong khu rừng Hắn cũng đã từng ăn mấy lần Trong rừng rậm mà có mấy miếng vỏ quả rơi vãi Là chuyện rất bình thường bởi không chỉ có vượn hay hái quả để ăn Chỉ là khỉ vượn hay ăn quả Nào có lột vỏ hoàn chỉnh như vậy Chương 21 Kích phát Không lẽ mấy vỏ quả trái cây này Là do phi màu thú nổ khác bỏ lại Viên mình quan sát bốn phía xung quanh mấy lượt Cũng không phát hiện ra đặc điểm khác biệt nào Đột nhiên hắn nhỏ mắt lại Tập trung nhìn vào một gốc cây đại thụ cách đó không xa Tại một nhánh cây nhỏ ở trên đó có một con mèo màu bạc cao nửa thước đang ngồi chồm hỗn, nhìn bộ dáng của nó không khác gì mèo nhà là mấy con mèo này có bộ lông toàn thân đều là màu bạc không có một sợi khác màu thoạt nhìn vô cùng xinh xắn. hai mắt của nó có một màu vàng kim móng ánh lại có màu hổ vách nhìn như hai viên đá quý sáng lấp lánh đang hướng thẳng về phía viên minh ánh mắt hai bên vừa chạm nhau con mèo bạc liền quay người bay ra ngoài rồi thoăn thoắt nhảy nhót từ cành cây này qua cành cây khác chỉ nhoáng cái đã không thấy bóng dáng nữa đâu chạy cái gì ta cũng không tính ăn thịt người con mèo bạc này gàn bé quá đi viên minh không quan tâm nó nữa mà tiếp tục tìm kiếm xung quanh một lát sau hắn khẽ ồ lên dừng bước lại đồng thời nhìn chằm chằm và thảm cỏ cách đó không xa tại mặt đất nơi đó có một dấu chân người mờ nhạt trông vết tích còn khá mới Viên mình suy nghĩ một chút Rồi cất bước đi về phía dấu chân kia Chủ nhân của dấu chân Không có ý che giấu hành tung Nên việc lần theo cũng không khó Đi thêm chừng một khắc đồng hồ Ở phía trước xuất hiện một mảnh đất đá Cứng rắn Dấu chân đột nhiên dừng lại ở chỗ này Không còn thấy tùng tích gì nữa Viên mình nhú nhú mày Yên lặng đứng ở đó một lúc lâu Xong lại tiếp tục đi tới Sau khi đi qua vùng đất đá kia có một vùng hồ nước trong xanh phủ đầy sức mờ xuất hiện khiến tầm nhìn ở phía trước sáng bừng lên hồ này có diện tích không lớn đại khái khoảng hơn 10 mẫu trông vô cùng tĩnh lặng quanh hồ mọc đầy cỏ dại cao ngang người có điều hiện tại rõ ràng là ngày hè nhưng nhiệt độ quanh hồ nước so với trong rừng lại thấp hơn không ít viên mình đi tới bên cạnh hồ rồi ngồi xổm xuống đưa tay chạm mặt nước tức thì một loại cảm giác lạnh lẽo thấu tâm thần truyền tới. ngay lúc này, từ bụi cỏ bên cạnh trượt vang lên tiếng rột xoạt, một cái bóng màu bạc trượt bay vụt tới. viên mình vừa mới tạo thế ngành kích, nhưng sau khi nhìn rõ lại có chút ngạc nhiên. cái bóng màu bạc này chẳng phải là thứ gì khác, mà chính là con mèo màu bạc mà hắn mới thấy cách đây không lâu. miệng nó lúc này đang ngậm một đồ vật màu đen, còn cái đuôi thì vành ngược lên trời. thấy viên mình. Con mèo này như bị dọa cho kinh hãi Lập tức quay người chui vào trong bụi cỏ Để rớt lại món đồ màu đen Lại là con mèo này Vên mình nhanh chân đi về phía trước Nhưng cỏ dại quá cao Con mèo vừa vào đó Thì như trầu đất xuống biển Lập tức mất hút Hắn thở dài tiếc nuối Lại nói tiếp Hắn đúng là khá thích con mèo màu bạc xinh xắn kia Nếu có thể bắt được rồi thuần dưỡng Vậy những lúc tu luyện Có thể để nó đùa nghịch dài sâu viên mình tiếp tục bước về phía trước bỗng nhiên nhớ tới một chuyện liền quay người về phía sau mấy bước nhặt một vật ở dưới đất cũng chính là thứ màu đen mà con mèo này vừa ngậm đưa lên tới ngang tầm mắt đánh giá một chút vật này trông giống như là một khối da thuộc bên trên có các hoa văn tinh xào hiển nhiên là đồ do con người làm ra nơi rừng sâu núi tầm này tuyệt không có loại đồ này chẳng lẽ là ai bỏ lại viên mình nghĩ tới đây Vội vàng đi tìm chỗ bụi cỏ bàn nãy con mèo phi ra Bỏ công tìm kiếm một hồi Nhưng cũng chẳng thu hoạch được gì Hắn lại lần nữa cẩn thận Quan sát miếng da thuộc trong tay Thậm chí cẩn thận đưa lên mũi người Một mùi tanh hôi sộc thẳng vào mũi Nhưng cũng không phải là kiểu tanh hôi của động vật Mà giống như mùi cỏ nước thối giữa Viên Minh xoay tầm mắt Nhìn về phía hồ nước xanh biếc Rồi bắt đầu tìm tòi quanh bờ hồ Rất nhanh đã có phát hiện mới tại chỗ đất ẩm bên hồ có mấy dấu chân mèo tương đối mờ viên mình đi theo dấu chân mèo rẽ ra một khoảng cỏ dại tươi tốt cạnh đó tức thì đồng tử hơi co lại trước mắt rõ ràng là một thi thể cao lớn nửa thân trên gần như đã trở thành hải cốt nửa dưới chìm vào trong bùn lắng bên hồ hiển nhiên người này đã chết rất lâu rồi quần áo trên người bị ngầm nước nát vụn do người này mặc áo da màu đen còn miếng da con mèo bạc ngập đúng là một phần của áo da này Ánh mắt của viên minh rơi vào phần eo của thi thể Nơi đó có quấn một miếng da thú màu đen Trông kỹ Thế chính là một phì màu thú bì Hắn ngồi xổm xuống bên cạnh thi thể Đưa hai tay loay hoay tháo da thú màu đen ra Vật này hoàn toàn khác với tấm da vượn của hắn Bề mặt không có một sợi lông Phủ đầy những đường vân màu trắng u ám Trên sống lưng mọc chì chít những miếng vầy Được làm từ keo Trông giống như da của một hung thú thủy sinh nào đó Bộ gia thú này cơ bản không có chỗ nào bị hao tồn Duy chỉ có phần lưng Là có một vết rách lớn bằng bàn tay Tựa như bị vật sắc nhọn nào đó xuyên thủng Viên mình cẩn thận kéo thi thể ra khỏi lớp bùn lắng Phát hiện phần lưng của thi thể Có mấy cây xương sườn đã bị gãy Hẳn là bị thứ gì đó tập kích từ đằng sau Tạo ra vết thương trí tử Hắn tìm kiếm quanh thi thể một hồi Không phát hiện thêm manh mối gì Cũng không hề thấy túi chữ máu của người này Xem ra người này có tám chín phần không phải chết vì hung thú Mà là bị phi màu thú nổ khác giết Viên mình bất giác thấy lạnh người Phi màu thú nổ là thú cũng là nô Bị nhốt ở trong thập vạn đại sơn Nhược nhục cường thực Thích giả sinh tồn Khi người chăm chú quan sát con bồi dục dịch Bản thân làm sao biết mình không phải là con bồi trong mất kẻ khác Phải rồi Hồ Hòa Trường Lão từng nhắc qua loa rằng Mấy cái phi màu thú bì này là đồ mà Bích La Động tốn không ít tổng huyết để chế tạo ra. Trong mỗi tấm già đều có đặt tiêu ký pháp lực. Một khi thú nổ chết, tông môn sẽ phái người lần theo tiêu ký để thu hồi giả thú. Sao bọn họ không tới thu tấm này? Viên mình đột nhiên nghĩ tới một chuyện, cảm thấy vô cùng khó hiểu. Hắn nhìn lỗ thùng ở trên tấm giả thú màu đen như có điều suy nghĩ, xong liền bấm niệm pháp quyết giải trừ phi mau thuật vận khởi pháp lực rót vào trong giả thú rồi thôi động phi mau thuật nhưng miếng giả thú này không hề có động tĩnh gì xem ra là bị phá hủy nên tới giờ cũng không có ai đến lấy bỏ không một thời gian dài như vậy viên minh lẩm bẩm tự nói một câu xong ném tấm giả thú màu đen xuống quay người rời đi nhưng chưa đi được mấy bước hắn nhờ nghĩ ra điều gì lại cầm miếng giả thú theo đi về phía rừng cây vết hồ rất nhanh đã tới một chỗ kín đáo Viên mình ngồi ở trên mặt đất Bày tấm da thú ra trước người Xong lập tức gọi lưu hương thần bí ra Tấm da vừa trắng của hắn Do chạm phải lưu hương mới sinh ra một chút biến dị Nói không chừng lưu hương Cũng có thể ảnh hưởng một chút Tới tấm da thú màu đen này Đương nhiên Hắn không trông mong lưu hương Có thể chữa lành tấm da màu đen Chỉ là muốn nhân cơ hội này Để hiểu thêm một chút thông tin về lưu hương này Viên mình đặt lưu hương Ở trên tấm da thú Kết quả khi hai bên vừa tiếp xúc, lữ hương thần bí bỗng nhiên sáng lên, tỏa ra một vầng hào quang màu xanh, kéo theo một luồng khí nóng truyền vào bên trong tấm da thú màu đen. Nhưng đường vân màu xám trắng u ám ở trên mặt tấm da, sau khi ánh sáng xanh thâm nhập, như những kênh mường dẫn nước đưa ánh sáng xanh lan tràn rất nhanh, những đường vân vốn ảm đạm trở nên sáng, cả tấm da thú màu đen cũng bắt đầu rút nhẹ. Chỗ ánh sáng xanh chảy khắp nơi, sau đó hội tụ về một lỗ thùng ở trên tấm da đường vân bầu trắng ở chỗ thùng có mật độ dày hơn bình thường có vẻ nơi này là một tiếp điểm rất quan trọng chỗ này bị phá vào sao gia thú hoàn toàn trở nên vô dụng ánh sáng xanh tuôn chảy khắp bốn phía quanh lỗ thùng cùng lúc những đường vân bầu trắng không ngừng chớp đồng tiếp chỗ đó bỗng thấy một hư ảnh có phần mờ mịt từ chỗ thùng hiện ra nhìn qua thấy đầu rất to cơ thể tròn vo bàn chân bàn tay xòe ra giống hệt như một con cóc đây là thứ gì chẳng lẽ là hồn phách của hung thú cóc da vượn trắng của ta lúc trước dưới ảnh hưởng của lư hương cũng từng hiện ra ao ảnh vượn trắng xem ra trong mỗi một tấm phi màu thú bì đều ẩn chứa thú hồn viên minh thì thào hư ảnh cóc ở trong ánh sáng xanh dần dần ngưng thực đồng thời phát ra một tiếng ộp oạp thình lình lóe lên rồi tan biến và hư vô không còn tàm tích ngay tiếp đó theo tướng suy suy vác nhẹ lên những đường vân quanh chỗ da bị thủng đột nhiên mọc dài ra như những vật sống đoạn nhanh chóng vượt qua lỗ thùng lại một lần nữa nối liền với nhau lại còn có thể như vậy viên mình vừa mừng vừa sợ sau khi những đường vân kia hoàn toàn nối lại cả tấm da thú lập tức tỏa ra chấn động khí thức nhẹ nhẹ hiển nhiên đã được chữa trị triệt để không chỉ như vậy da thú màu đen còn tươi mới hẳn lên Số đường vân ở mặt ngoài rõ ràng tăng thêm rất nhiều Giống như mới lột xác vậy Cái này so ra rất giống với biểu hiện của tấm da vượn Sau so khi bị lư hương ảnh hưởng Viên mình vận khởi pháp lực rót vào trong miếng da thú màu đen Rồi thôi động phi mau thuật Da thú màu đen như vật sống tản ra Trùm lên người rồi nhanh chóng bọc kín toàn thân thể hắn Chỉ loáng cái đã hoàn thành quá trình biến thân Cả người hắn bị da thú màu đen bao trùm Trên lưng mọc đầy những u cục màu đen căng phồng thoạt nhìn có vẻ rất kiên cố còn những ngón tay ngón chân lại mọc màng, ánh mắt lại bị kéo lên rất nhiều viên mình thu lư hương lại đi tới ven hồ soi mình xuống nước chỉ thấy bản thân bấy giờ hệt như một con cóc hình người bảo sao mới vừa rồi nghe được tiếng kêu cổ quái thì ra là một tấm giả cóc Lúc trước ta cầm một tấm da vượn chẳng có lực công kích gì đã đủ biệt khuất rồi không ngờ có người còn thảm hơn ta cóc thì có thể làm gì chứ Viên mình nhìn hình tượng xấu xí dưới hồ Nhất thời không biết phải nói gì Hắn hoạt động cơ thể Cảm nhận năng lực sau khi hóa thân thành cốc Chỉ cảm thấy trong lùng ngực mơ hồ Có một luồng khí lưu tuôn chảy Cả ổ bụng có vẻ lớn hơn trước rất nhiều Mỗi lần hít đều lâu hơn nhiều so với trước đây Kéo theo thời gian Cần phải thở ra cũng được kéo dài tương ứng Vậy nhưng hắn lại không thấy khó chịu Ngừng thở đứng yên tại chỗ Sau chừng một khắc đồng hồ Viên mình vẫn không cảm giác có gì khó chịu Có thể hoạt động tự nhiên, thoải mái Hắn nhảy vào hồ Lặn sầu xuống đáy nước Sóng nước dập dờn rất nhanh lắng xuống Mọi thứ đã trở về trạng thái bình thường Lại qua thêm một khắc đồng hồ Tiếng ngào ào, ào trượt vang lên ở bên mép nước Viên mình trồi lên khỏi mặt nước Tông người nhảy lên bờ Trong mắt hắn hiện lên nét hưởng phấn Không ngờ tấm giả thú cốc này Có thể giúp hắn nhịn thở tới hai khắc đồng hồ Ô lỗ từng nói sâu trong thập vạn đại sơn có một chỗ tràn ngập trướng khí kịch độc giờ có tấm da cóc này nếu xui xẻo động phải ít nhất hắn cũng có đủ thời gian để chạy trốn ngoài ra sau khi hóa thân thành cóc thì có thể bơi ở trong nước khá nhanh coi như có thêm một cách để thoát hiểm không tệ có điều năng lực hành động sau khi hóa cóc ở dưới nước linh hoạt bao nhiêu thì ở trên bờ lại bị tệ bấy nhiêu tỉ như đi đường chỉ có mỗi một cách là nhảy nhót một cách vụng về năng lực công kích gần như không có hoặc ít hoặc nhiều là hắn còn chưa phát hiện ra. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi có phần thông cảm cho vị huynh đại đã dùng gia cốc để thi triển phi mau thuật trước đây. Viên mình bấm niệm pháp quyết, giải trừ biến thân, xong cẩn thận thu tấm gia cốc lại. Trước mắt mà xem, thì cốc đèn có sức chiến đấu thua xa biến thân vượn trắng. Có điều trong hoàn cảnh đặc biệt, có lẽ sẽ có tác dụng lớn. Nhìn chung thu hoạch lớn ngày hôm nay, vẫn là hiểu biết của hắn về lưu hương đã tiến thêm được một bước. Lưu hương thần bí này tựa hồ có thể thông qua một phương thức nào đó để chữa trị tấm da bị tàn phá. Hơn nữa còn có thể kích phát một chút năng lực tiềm ẩn. Điểm này ngày sau cũng có thể lợi dụng một chút. Trường 22 Kết Giao Viên mình đào một cái hố ở bên bờ chôn cất thi thể kia xong lại bần thần đứng ngay người ở trước nấm mồ nhỏ một lúc lâu thân sắc có phần cô liêu. Người chắc đã sớm đi đầu thai truyền thế rồi nhỉ? Chúc người kiếp sau không phải làm thú nô nữa Con đường tu tiên tàn khốc như vậy Chỉ bằng là một phàm phu tục tử sống tiêu dao. Hôm nay ngươi còn có tà mai táng thi cốt cho ngươi Ngày sau nếu ta gặp phải bất chắc Liệu có người nhặt xác cho ta Thiên địa bất nhân Nhật nhục cương thực Trước mắt nếu ta không thể dựa vào chính mình Thoát khỏi thân phận thú nô Bái nhập bích la độc, Tương lai kết cục của ta sợ rằng còn chẳng bằng ngươi viên mình thì thầm nói mấy câu với nấm đất nhỏ tựa như đang tự nhắc nhở chính mình về hiện thực thàn khốc đồng thời củng cố niềm tin trở về trung nguyên của bản thân hắn không hóa thân thành vượn trắng cứ thế một đường tiếp tục tiến về phía trước thoáng chốc đã rời xa khu vực hồ lại bước vào trong một khoảng rừng rậm rạp trên cành cây cổ thụ cách đó không xa một cây bóng màu bạc đang nằm úp chính là con mèo khi trước đang đưa đôi mắt với cặp đồng tử dài hẹp chăm chú nhìn viên minh không gian xung quanh mờ tối viên minh bắt đầu giảm tốc bước đi vô cùng cẩn thận đột nhiên hắn dừng bước ngồi xổm xuống trên mặt đất lại thấy một hàng dấu chân nhìn hình dáng kích cỡ thì đúng là người mà hắn lần theo khi trước viên minh men theo dấu chân chậm rãi đi về phía trước chưa đi được bao lâu thì chợt nghe thấy một chàng những tiếng đánh đấm kịch liệt xen lẫn tiếng hùng thú gầm gừ từ hướng trước mặt truyền tới viên minh nhớ mày rào bước đi về phía phát ra âm thanh giữa một khoảng không gian trống trải giữa rừng hai dị thú to lớn đang liều mạng đánh giết mấy gốc cây cổ thụ đổ rạp trên mặt đất trên không trung là bụi đất mờ mịt không ngừng phiêu đáng một phía của trận chiến là một con sói xanh đứng thẳng người thân cao khoảng một trượng rưỡi tứ chi tráng kiện tạo cho người ta cảm giác vô cùng áp lực uy thế hơn xa vượt trắng mà viên minh biến thành hùng thú sói này có hải mắt hẹp dài con ngươi bầu xanh nhạt đầy vẻ lạnh lùng hơn nữa còn có vẻ rất tỉnh táo rõ ràng là một phi màu thú nô di thú ở bên kia là một con cá sấu màu đen bò sát mặt đất thân dài ba trường cả người phủ đầy lần giáp còn mắt màu vàng bắn ra những tia sáng hung tàn đói khát con cá sấu này chẳng những hình thể to lớn lực lượng cũng vô cùng mạnh mẽ đuôi to dài như dòi thép đen nhánh mỗi lần lắc lư đều tạo ra một cái rãnh sâu trên mặt đất miệng con cá sấu còn có thể dễ dàng cắn đứt đại thụ thân to bằng một thùng nước so ra có lợi hại hơn so với con cấu ngựa lúc trước nhiều xét về sức mạnh rõ ràng thú nô sói xanh không phải là đối thủ của con cá sấu nhưng y lại có cơ thể linh hoạt dị thường năng lực nhảy vật cũng rất kinh người nhờ thế mà có thể liên tục nhảy nhót tránh né đòn tấn công từ cá sấu đồng thời còn tranh thủ cơ hội dùng bốn bộ chảo sắc bén như liêm đào tiến hành phản kích nhưng vải giáp ở trên người cá sấu vô cùng cứng còi móng vuốt của sói xanh dù sắc bén nhưng cũng chỉ có thể để lại một vết cao mơ không hề thấy máu tươi chảy ra chiến cuộc vì thế nhất thời rơi vào rằng co thú nổ sói xanh này thực lực bất phàm tu vi hơn hẳn ta viên mình lúc đầu vốn định ẩn nấp quan sát nhưng sau khi suy nghĩ một chút lại hóa thành vượn trắng đường hoàng hiện thân thu nô sói xanh lập tức chú ý tới sự tồn tại của viên minh đều đưa mắt lạnh lùng nhìn qua đám phi màu thu đồ ở trong cánh rừng núi này đều có nhiệm vụ thu thập tình huyết cho bích la động nhưng quan hệ lại không nói là vui vẻ trái lại còn tranh đấu gay gắt thậm chí chuyện giết người đoạt bảo thi thoảng vẫn xảy ra có điều với chuyện này bích la động lại chẳng thèm quan tâm gì hiện tại đột nhiên có một thú nô vượn trắng xuất hiện đứng ở một bên quan sát hiển nhiên là tính để y và cá sấu đánh tới lương bại câu thương rồi ngư ông đắc lời nhưng trong lòng sói xanh vẫn có chút khó hiểu làm chuyện đánh lén kiểu này bình thường đều là phục kích ở bên cạnh chờ thời cơ làm khó dễ Vượt trắng này lại trực tiếp hiện thân, rốt cuộc là có ý gì cá sấu tranh thủ khoảnh khắc thu đồ sói xanh phân tâm há mồm phun ra một dòng nước như tiết nhọn từ trong miệng của cá sấu bắn bọt ra rồi giống như lưỡi liềm đào chém về phía hai chân thú nô sói xanh nhanh tới độ tạo thành hư ảnh sói xanh có vẻ đã sớm đoán được nhún người bật lên cao hơn bà thước dễ dàng né được đòn tấn công của dòng nước thân thể của y tiếp đó hạ xuống không biết do vô tình hay là cố ý bà rơi đúng trên sống lưng của cá sấu đuôi phải theo đó lập tức khẽ đầu mong vuốt hóa thành một đạo tàn ảnh chụp thẳng vào mắt của con cá sấu cá sấu kinh hãi vội vàng lắc đầu né tránh có điều một kích này của con sói thú nô Thực sự quá nhanh Cá sấu không thể né hết được Kết quả là phần mũi bị tóm trúng Toàn thân của cá sấu có vảy giáp bao bọc Nhưng phần mũi lại khá yếu mềm Nhoáng cái đã bị cào rách nắm vết dài Máu tươi ròng ròng chảy ra Cá sấu gầm rú đầy phẫn nộ Điên cuồng xoay lắc thân thể cào lớn tại chỗ Cuốn bụi đất nổi lên khắp bốn phía Sói xanh kiêng kỵ quấy lực của cá sấu Nên vội vàng nhảy ra con cá sấu đen đưa đôi mắt nhìn chăm chú vào thú nổ sói xanh trong mắt nổi lên từng đường tờ máu phần da cũng xuất hiện từng đường vân đỏ như máu đồng thời cơ thể không ngừng biến lớn đây là năng lực gì viên mình ở phía xa thấy được cảnh này không khỏi kinh ngạc thốt lên lại là một con huyết tuyết ngạc thú nổ sói xanh mở miệng nói tiếng người ngữ điều có vẻ bất ngờ cơ thể cá sấu chỉ trong chớp mắt đã hoàn toàn biến hóa nó lúc này lớn hơn ba phần Trên vảy giáp xuất hiện nhiều đường vân đỏ màu máu Đồng thời vết thương ở trên mũi cũng ngừng chảy máu Nó vỗ mạnh cả bốn bàn chân xuống mặt đất Tức thì cơ thể khổng lồ Mang theo mùi máu tanh hôi lao về phía thú nô sói xanh Không khí trong phạm vi mấy chục trượng xung quanh Vì đó mà nhất thời nổi lên Một hồi những tiếng rào rào Thu nô sói xanh thấy uy thế của nó như thế Không dám cứng rắn Đón đỡ mũi nhọn Lập tức tránh qua một bên nhưng con cá sấu sau khi dị biến phản ứng Linh hoạt hơn trước rất nhiều Chỉ dùng đuôi vỗ một cái lên mặt đất Đã lập tức thay đổi phương hướng Tiếp tục nhào về phía thú nô Tốc độ chẳng những không giảm bớt đi chút nào Trái lại còn nhanh thêm mấy phần Chỉ nháy mắt đã bắt kịp đối phương Miệng cá sấu nhanh như chớp mở ra Gần như kéo thành một đạo tàn ảnh Cắn vào phía cánh tay trái của thú nô Đồng thời nó đưa một chân trước tráng kiện Dẫm ở lên trên người thú nô Mắt thấy sắp đánh ngã y Ngay vào lúc này Một đạo tàn nành màu xanh từ phía sau bắn tới Lao thẳng vào mắt trái của con thú Cá sấu dù đang trong trận chiến Nhưng cũng không mất đi cảnh giác Khẽ nghiêng đầu né Khiến bóng xanh kia Chỉ đập được lên phần vảy giáp gần mắt trái Giờ nhìn kỹ mới thấy Đó là một ống trúc màu xanh Bù một tiếng Ông Trúc nổ tung, tức thì một mảnh chất lỏng màu tím nhạt tóe ra, văng cả vào mắt nó con mắt của nó bỗng nhiên có cảm giác đau nhức dữ rồi rồi nhanh chóng tối sầm lại cá sấu đầu đớn kêu rên thảm thiết cái miệng nhất thời không nhịn được há ra tu nô sói xanh vội vàng rút cánh tay trái ra cả người toát mồ hôi lạnh có điều người này cực kỳ dũng mãnh chẳng những không lui về phía sau ngược lại nhân cơ hội nhào về phía con cá sấu đồng thời nhanh chóng duỗi bộ móng vuốt bên tay phải ra huyết quang lóe lên tay phải tu nô sói xanh thình lình đâm vào mắt phải của con cá Móc ra con người ca sấu gầm rú vang trời Kịch liệt quay cuồng thân thể khổng lồ Đồng thời đến cuồng vung vẩy đuôi Đập gãy mấy gốc cây đại thụ xung quanh Thành thế ghê gớm Thu nô sói xanh đã nhảy ra trước một bước Nên không bị công kích điên cuồng Của con ca sấu ảnh hưởng Chỉ đưa mắt nhìn về phía viên minh ở đằng xa Y nhìn thấy rõ ràng Cây ống trúc xanh kia Đúng là do viên minh ném tới Viên minh gật đầu với Y Xong vẫn đứng yên tại chỗ không có vẻ gì nhưng muốn tiến lại gần cả sấu đèn đến cuồng phá hoại bừa bãi được một lúc thì đường vẫn màu máu ở trên người bỗng nhiên đèn chóng biến mất hình thể cũng khôi phục lại như trước hóa ra loại biến dị này có hạn chế thời gian viên bình thấy thế thầm nói cơ thể của con thú khôi phục lại lý trí của nó cũng theo đó tỉnh táo lại bốn bàn chân nhanh như gió đạp ầm ầm trên mặt đất cấp tốc chạy trốn về phía xa hai mắt đã hỏng không thể nào là đối thủ của sói xanh ở lại chỉ có một con đường chết nhưng con cá sấu giờ đã mù căn bản không có cách nào phân biệt phương hướng mới chạy được chưa bao xa đã đâm đầu vào một gốc cây đại thụ thân to như cái bàn tiếng giảng giác rầm rầm vang lên gốc cây đại thụ bị nó cứng rắn hút gãy đổ gập qua một bên thú nô sói xanh hiển nhiên là tay săn bán thú lão luyện lập tức bày vút lên vùng hay trào cắm vào bụng cá sấu rồi ra sức cào kéo Bụng của cá sấu rất nhanh bị rạch thêm mấy vết rách dài Máu tươi suối xả tôn ra Kéo theo cả lục phủ ngũ tạng trắng đỏ Lẫn lộn rơi đầy đất Còn cá sấu đen lại một lần nữa đến cuồng dãy rùa Nhưng lần này Nó bị trúng vết thương chí mạng Chỉ dãy được một chốc lát rồi hoàn toàn bất động Thú nổ sói xanh cuối người Lấy túi chữ máu già thu thập vết dịch của con cá sấu Đồng thời còn có phần cảnh giác nhìn về phía viên minh Ở cách đó không xa Viên minh vẫn lặng lặng đứng yên không hề có gì động gì thu nổ sói xanh thấy thế ánh mắt nhất thời hòa hoãn lại một chút đa tạ các hạ vừa rồi ra tay tương trở tại hạ cáp cống không biết bằng hữu có thể cho biết danh tính không thu nổ sói xanh chỉ loáng cái đã thu xong máu, quay sang nhìn viên minh đoàn chắp tay nói tại hạ viên minh viên minh đáp lễ thì ra là viên huynh. nơi này không phải là chỗ nói chuyện chúng ta đổi một chỗ khác rồi lại nói cáp cống đề nghị Trận chiến vừa rồi gây động tĩnh rất lớn Cho nên viên mình tự nhiên sẽ không phản đối Hai người nhanh chóng rời khỏi nơi này Dào bước tới một chỗ cạnh hồ nước Viên mình khẽ nhíu mày Bởi hồ nước này chính là nơi hắn phát hiện tấm da thú màu đen Cặp cống cả người toàn bụi đất Nên xuống hồ tắm rửa một phen Xong liền bấm niệm pháp quyết giải trừ phi mau thuật Để lộ ra bản thể Là một nam thanh niên khoảng chừng hai mươi mấy tuổi Thân hình cao lớn Tóc vàng mắt xanh đúng là ví dụ điển hình cho nhân dạng tướng mạo của người nam cương viên Minh lúc này cũng đã thu hồi ra vượn yên lộ dung mạo viên huynh là người trung nguyên trong mắt của cáp cống lộ ra nét kinh ngạc đúng vậy bởi chút cơ duyên xảo hợp mới tiến nhập bích lao động trở thành thú nô viên mình cũng không giấu giếm thì ra là thế có điều trông viên huynh không quen lắm cáp cống ồ lên xong cũng không hỏi sâu về thân phận của viên minh đổi sang đề tài khác quả thật ta mới tới đây chưa lâu mới vừa rồi thấy cáp cống huynh lực đấu cá sấu đen nhất thời hữu kỳ ngừng chân quan sát mong rằng cáp cống huynh không trách viên mình tiếp lời với thái độ thân thiện nào có nếu không phải viên mình hỗ trợ kịp thời tại hạ giờ này không chết thì cũng bị lột ra tại hạ phải nói cảm tạ mới đúng cáp cống trịnh trọng đáp viên mình thấy thái độ của cáp cống rất chân thành ý kết rào trong lòng lại càng thêm kiên định hai người lại trò chuyện thêm một lúc từ từ trở nên thân quen viên minh thông qua cuộc nói chuyện biết được cặp cống trở thành thú nổ đã được hai năm cũng xem như là một thú nổ có thâm niên cặp cống huynh không biết người biết được bao nhiêu về chuyện bích lao động này viên minh lựa nơi hỏi thăm về chuyện của mình quan tâm chuyện xảy ra với ta cũng giống như viên huynh cùng là chẳng biết vì sao bị bắt tới nơi này đối với bích lao động cũng không biết được bao nhiêu chỉ biết rằng Bích Lao Động là đại phái ở Nam Cương Số đệ tử trong tông môn rất nhiều Có ba vị động chủ Tù vi kết đàn kỳ tọa chấn Hùng bá nguyên một dãy thập vạn đại sơn khổng lồ Thế lực vô cùng to lớn Thập vạn đại sơn Là chỉ chỗ rừng núi ở chỗ chúng ta sao Về mình nhớ tới văn tự Nam Cương Khắc ở trên tảng đá mốc giới hỏi Đúng thế Cạp cống gật đầu đáp viên mình quay đầu nhìn xung quanh Bốn phía núi non chập trùng kéo dài hết tầm mắt cơ bản không thấy phần cuối của dãy núi thập vạn đại sơn là một trong những dãy núi lớn nhất của nam cương nhìn như vậy không thấy đầu cuối được đâu cáp cống cười lớn viên minh chỉ cười bồi hắn không phải muốn thấy điểm cuối của thập vạn đại sơn chỉ là muốn nhận thức thêm về dãy núi bị bích la động quản lý này cáp cống huynh không biết ở trong thập vạn đại sơn này có bao nhiêu thú nô giống như chúng ta viên minh thu hồi ánh mắt rồi hỏi tiếp chương hai mươi ba kéo bè kéo cánh. Khắp nơi trong thập vạn đại sơn đều có phi mau thu nô thu thập tình huyết yêu thú. Cụ thể có bao nhiêu thì ta không rõ lắm. Ta cũng chỉ biết vài người ở mấy chỗ gần đây. Xa hơn thì chưa từng gặp ai. Cạp cống nhìn ra được viên minh vừa rồi ra tay hỗ trợ chính là muốn nghe ngóng một ít chuyện tử y. Cũng không để tâm cái này lắm. Viên minh chậm rãi gật đầu rồi tiếp tục hỏi mấy vấn đề liên quan tới phi mau thuật. Cái nào cũng nhận được giải đáp xem như không tệ cáp cống huynh ta còn một thắc mắc ta thu hành phi máu thuật đã mấy tháng vài ngày trước khi thi triển thì đột nhiên trong lòng nổi lên một loại cảm xúc khung tàn khát máu nó suýt đã không chế ý chí của ta người có biết đây là có chuyện gì không viên mình hỏi vấn đề mà bản thân quan tâm nhất rất bình thường đó là sự phản phệ do thi triển phi máu thuật cáp cống bình tĩnh đáp phản phệ viên mình nghiêm mặt truy hỏi Phi mau thuật là bí thuật độc môn của Bích La Động Có thể dung hợp gia thú đặc chế và người mới Đạp lên con đường tu tiên thành nhất thể Khiến cho người đó có thực lực đủ lớn mạnh Để chống lại yêu thú Quả thực là một môn thuật pháp lợi hại Có điều phần lực lượng này Dù sao cũng không phải là do bản thân chúng ta tu luyện ra Nên có tác dụng phụ rất mạnh Cạp cống thở dài một hơi rồi giảng dài Tác dụng phụ chính là phản phệ mà ngươi vừa nhắc Viên Minh vội vàng hỏi tiếp Già thú trong tay ta và người Đều là da của những con thú dữ Mà bích la động thu thập Ở trong thập vạn đại sơn Rồi dùng bí pháp để luyện chế ra Bên trong những già thú này Ẩn chứa sát khí Yêu lực nguyên thủy của yêu hùng thú Nó từ từ xâm nhập thân thể chúng ta Khi đạt tới một mức độ nhất định Sẽ xảy ra chuyện phản phệ Cuối cùng cơ thể và già thú hoàn toàn dung hợp Biến thành một quái vật chỉ biết giết chóc Cạp cổng nói về cứ điều Có phần đáng chát Vậy có biện pháp gì để tránh phi mau thuật phản vệ không? Viên Minh hỏi tiếp. Không có. Chỉ cần sử dụng phi mau thuật, lực lượng hùng sát ở bên trong gia thú sẽ không ngừng xâm thực thân thể của chúng ta. Dùng phi mau thuật càng nhiều thì nguy hiểm do phản vệ càng lớn. Cuối cùng sẽ hoàn toàn biến thành quái vật khát máu. Đây chính là một con đường không lối về, không ai có thể thoát được. Cạp cống lại giải thích, trong mắt không khỏi lộ ra nét thống khổ về đám phi mau thu nô chúng ta Bình thường có thể trụ được khoảng bao lâu Viên mình câu mặt như mày hỏi Nếu mỗi tháng chỉ săn giết lòng con hùng thú Lại tận sức không cần phi mau thuật Thì trụ được 45 năm Thậm chí dài hơn cũng không thành vấn đề Nhưng nếu sử dụng phi mau thuật nhiều lần Thì chỉ trong một hai năm đã hoàn toàn phát điên Cũng đã có không ít người Cáp cống đáp Bích la đồng cứ để mặc như vậy Tâm trạng của viên mình không khỏi trầm xuống Hắn im lặng một lúc rồi mới mở miệng hỏi Bích là động vì sao phải quan tâm sự sống chết của những phi mau thu nô chúng ta? Phải rồi, nếu ở thời điểm trước khi hoàn toàn phát điên Thu thập đủ một ngàn phần tinh huyết Thì có thể được chọn là đệ tử khí dành Khi ấy sẽ lập tức thoát khỏi việc phải dùng phi mau thuật Nói xong những lời này Khóe miệng của cáp cống không khỏi nở nụ cười tự diễu Người cũng đã tiếp nhận nhiệm vụ đó Viên mình hơi ngạc nhiên hỏi <laughs> Phạm là người có biểu hiện tính là bắt mắt trong mấy tháng đầu, mấy trưởng lão quản lý chúng ta đều sẽ âm thầm ném ra nhiệm vụ này để cho chúng ta có thời gian ngắn, ra sức thu thập tình huyết. Cạp cống cười lớn, liếc mắt nhìn Viên Minh. Theo lời của người nói, sợ là chưa tới khi thu thập đủ tình huyết thì người đã phát điên mất rồi. Viên Minh cười khổ tiếp lời, cũng chưa chắc, cũng có kẻ có thiên phú gì bấm nếu không mất đi lý trí chứng tỏ được tâm tính kiên định mạnh mẽ như vậy bích lao động chắc chắn sẽ không cự tuyệt cạp cống không đáp đúng sai chỉ bổ sung thêm một ý khác viên minh im lặng gật đầu đang định hỏi thêm chuyện khác thì bỗng nhớ mày đưa mắt nhìn khoảng rừng rậm sau lưng đồng thời nhanh chóng thi triển phi mau thuật hóa thành hình thái vượn trắng cạp cống cũng xoay phát người lại hóa thân thành dạng sói xanh làm thân đành từ trong rừng núi bay vút ra không ngờ đều là phi mau thú nô đám này xếp thành hình vòng cung vây quanh hai người viên minh viên minh câu mày không ngờ trước muốn tìm một phi mau thú nô thôi đã không dễ dàng thì hôm nay vừa đi vào rừng sâu chưa được bao lâu đã gặp phải hẳn sáu tên chỉ có điều làm tiền tới nơi này rõ ràng là lai giả bất thiện là các ngươi cặp cống thần nhiên mở miệng hiển nhiên là nhận ra những người này cặp cống huỳnh chúng ta lại gặp nhau vừa rồi ở bên kia thấy thi thể một con huyết tuyết ngạc là nễ săn giết sao xem ra thực lực lại có tiến bộ bội phục bội phục một thú nổ xích hổ bước tới một bước liếc mắt nhìn viên mình một cái rồi cười nói với cáp cống người này thân hình cực lớn so với dạng sói xanh của cáp cống còn lớn hơn một phần cả người đầy cơ bắp càng tràn lực lượng hiển nhiên là thủ lĩnh của đám người kia tàn bái Sau khi người gia nhập thanh lang bảng Lại càng rán trá Nói đi các ngươi muốn làm gì Cạp cống hư một tiếng chất vấn Cống Cạp cống lần trước Người cấp con mồi của ta Lần này ta bắt người phải trả gấp 10 Bộ tên thu đồ soi xám khác Nhìn chăm chăm vào cạp cống Nghiến răng nghiến lợi nói Ngột lực Con báo hoa kia là chúng ta cũng phát hiện Người không có bản lĩnh đánh chết nó Chẳng lẽ không cho phép người khác ra tay Cặp cống nhìn thu nổ sói xám Xong cười lớn châm trọng ăn à, nói nình tình Rõ ràng là người cướp con mùi của ta Thu nổ sói xám ngột lực cả giận phản bác Tàn bái liếc mắt nhìn ngột lực Với vẻ mặt nghiêm nghị và chút lạnh lùng Tựa như của trách gã đã tự tiện mở miệng Ngột lực thầm dung minh Lui về phía sau hai bước Ngậm miệng không dám nói gì thêm Cặp cống Người quang minh không nói chuyện mờ ám người năm lần bảy lượt trêu chọc chúng ta nếu không nghiêm trị người khác sẽ nghĩ như thế nào nề tính ta và người gia nhập bích la động cùng lúc giao tù chữ máu ra ta có thể tha ngươi rời đi tàn bái lạnh nhạt nói thật sao cạp cống có vẻ hơi động tâm đương nhiên người hẳn phải biết người hắc mộc tộc chúng ta là giữ lời hứa nhất tàn bái đưa một tay vỗ vỗ lên ngực kiêu ngạo đáp được hôm nay bị các người bao vây, ta nhận thua, bắt lấy cáp cống lấy túi chữ máu từ trong ngực áo ra ném về phía tán bái trong lòng viên minh cảm thấy hơi quái lạ đáy túi chữ máu này có dính chút máu không phải là túi mà cáp cống dùng lúc trước không lẽ là y đen chết phi mau thu nô nào khác rồi đoạt lấy viên minh thấy cảnh này xong thì lộ vẻ do dự vẻ mặt của tán bái cũng có chút kinh ngạc gã theo bản năng tiếp lấy túi chữ máu Đột nhiên bàn tay cảm giác được chút khác thường Phần đáy của túi chữ máu Từ lúc nào đã rách ra một đường Để lộ một khối cầu màu đen nhánh Ở bên trong Gã đình thần nhìn kỹ Thân sắc bỗng trở nên kinh hãi Qua cầu nhỏ màu đen Theo một tiếng bùm đổ tung Tỏa ra một mảnh khói đen Chỉ nháy mắt đã bao phủ một vùng hơn 10 triệu bên hồ Đi Thân hình của cáp cống hóa thành một cái bóng xanh Bay vụt sang bên trái đằng trước Viên mình dù không nhìn thấy cáp cống Cũng lập tức chạy về hướng đó dễ dàng thoát khỏi vòng vây của đám người tan bái. <laughs> tan bái, chúng ta sau này còn gặp lại. Cạp cống đắc ý cười lớn, dẫn theo viên minh chui vào trong rừng. Viên minh vừa tiến vào rừng, lập tức đưa hai tay lấy hai hòn đá từ bao da sâu lưng ra, rồi lần lượt lém đi. Hai tảng đá bắn vọt ra, đập vào hai nơi khác ở bên trái phải trong rừng, khiến cho cây lá ở nơi đó lắc lư không thôi. Bóng người nhấp nhoáng trong làn khói đen, rất nhanh Đám người tán bái lau vút ra Nhưng bên hồ đã không còn bóng dáng của cáp cống và viên minh Chỉ có ba bụi cây lay đầu không yên Không cách nào đoán được hai người đã chạy theo hướng nào Tán bái siết chặt nắm đấm Trong mắt tràn ngập vẻ phẫn nộ Viên minh cùng với cáp cống Chạy một lèo bầy thắm dặm Tới khi thấy sầu lưng không còn ai đuổi theo mới dừng lại Cáp cống, mấy người kia là ai? Viên minh thờ hồn hền chửi thề mấy câu rồi hỏi mấy tiền đó là người của thành làng bang cũng đều là phi mau thu nô như chúng ta thủ lĩnh của bọn chúng gọi là ô bảo dẫn theo mười mấy người kết thành băng đào chuyên đi cướp bóc người khác cáp cống dựa lưng vào một gốc cây già mở miệng đáp không dám tự mình sàn giết hung thú còn đi nhòm ngó đồ của người khác cái này có khác gì là giặc cướp viên mình khinh bỏ nói kỳ thực cũng không ít người kết thành đội như bọn họ chỉ có điều đa số đều chọn kết thành nhóm để săn thú Một số ít thì chuyên làm chuyện cướp đoạt Viên mình dùng thân thủ và sự cân đảm của người Không ngại tìm một đội và gia nhập Có thể thoải mái hơn một chút Cạp cống thở dài Nói như khuyên Còn ngươi cũng là thành viên của một đội sao Viên mình nhíu mày hỏi lại Cạp cống lắc đầu đáp Trước kia từng gia nhập Sau đó rời đi Vì sao Viên mình thắc mắc Đạo bất đồng bất tương vi mưu Một khi kết thành đoàn thể Nhất định phải có thủ lĩnh Có phần chia cấp bậc Tại thời điểm săn thú đúng là có ưu thế Còn có thể giảm mức độ thương vong Nhưng tới khi chia thành quả Lại không được hoài hòa như vậy Thủ lĩnh và những thân tín của hắn Tự nhiên sẽ được chia nhiều hơn Về phần những người khác Cạp <laughs> cống vừa mới dứt lời Viên minh cũng đã hiểu Nói như vậy Xem ra đơn đả độc đấu vẫn đỡ hơn một chút Viên Minh cười đáp Bất kể như thế nào Nghĩ đến việc phải sống sót ở chỗ này Cũng không phải là chuyện dễ dàng Nhắc người một câu Đừng dễ tin người quá Cũng đừng tùy tiện giúp đỡ người khác Thật sự đến thời điểm xuân cùng thủy tận, Con người ấy mà Cái gì cũng làm được Cạp cống nói với vẻ mặt phức tạp Ta làm việc tự có nguyên tắc của ta Viên Minh gật gật đầu cười nói Cạp cống nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa Hai người nghỉ ngơi một lát Viên Minh đột nhiên cất lời hỏi Cáp cống Thứ lúc trước người ném ra để tạo lượng lớn khói đen là cái gì? Thứ đó gọi là đạn khói Là vật do các đệ tử ký danh của Bích La Động chế ra Rất hiệu quả khi chạy trốn Cáp cống trả lời Đạn khói Do đồ của đệ tử ký danh Bích La Động chế ra Người làm sao mà có được? Viên Minh thắc mắc Sao vậy? Người chưa từng đi qua cắp mô cốc Cáp cống nghe vậy không khỏi có chút ngạc nhiên Hỏi lại chưa từng Viên Minh lắc đầu Đi nào Hôm nay ta rảnh không có việc gì làm liền dẫn người đi mở mang tầm mắt Đó là một nơi đổi lấy đồ vật Người có thể dùng một số thứ ở trên người hung thú Hoặc trực tiếp dùng máu thịt để đổi lấy một số đồ mà người cần cặp cống cười cười Trong tay đứng lên Vỗ vỗ bụi đất ở trên mông Rồi thoải mái nói Đó chẳng phải là phố chợ sao Nơi đây cũng có chỗ như vậy Sự tò mò của viên minh nổi lên là do một ít đệ tử Bích La Động tạo ra. Bọn họ đôi khi cũng cần mấy kẻ như chúng ta liều mạng để đi lấy một số thứ từ trên người hung thú. Đi thôi, chỗ đó cách đây không xa, nửa cách giờ là có thể tới. Cạp cống nhách miệng cười cười rồi nói. Hết chương 23, chư vì có thể ủng hộ tại hạ thông qua hình thức ví mô mô hoặc banh kinh hay chỉ đơn giản là xem quảng cáo. Cảm ơn và hẹn gặp lại.